Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hôm nay mình có đến ghé nhà một nhân vật thật sự là mà nói là mình đã biết từ lâu và cũng rất là thần tượng các bạn. Thì cái chú này thì chắc cũng không còn xa lạ gì với nhiều người ở khu vực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Chú này là tên Minh Cô Đơn các bạn. Thì ngày trước, mấy năm trước mình đã từng đọc rất nhiều bài báo của chú, là viết về chú là những trường hợp bắt cướp phải nói là rất là nhiều, tại vì chú sống hầu như là không có nhà cửa ổn định các bạn. Vậy đây mai đó thì một thời gian sau thì mình đọc tin tức ở báo thì thấy là chú sống ở cạnh khu vực Thủ Đức, quận 9. Thì hôm nay thì mình có tìm tới và tới luôn nhà của chú để xin phép quay một đoạn về chú, cái người mà mình biết lúc trước cũng giống như thần tượng của mình. Tại vì chú có nhiều thành tích rất đặc biệt các bạn, nhà nước cũng đã từng công nhận và có giấy khen cho chú. Thì tất cả như là vụ cướp giật hay là nói chung cái khu vực đây là cũng là cái vị trí mà cái nhà của chú đang ở thì là chỗ ngang phường Long Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương các bạn. Nó cũng nằm sát luôn cái khu vực của làng đại học luôn, gọi là phía sau hồ các bạn. Mình nghe rất nhiều thì hôm nay mình tới thì chú hiện tại thì có một cái chỗ vá xe miễn phí dành cho những người qua đường, gần như là cũng không có lấy tiền, ai có lòng hảo tâm thì có thể cho chú ít nhiều gì thôi. Chú không có đòi nhận luôn. Dạ. Không có nhận tiền gì ai hết á. Chú không nhận tiền không luôn. Nhận tiền ai hết, cho ông lấy luôn. Thì chú hiện giờ cũng đang đứng trước mặt mình luôn các bạn. Thì chú là cũng không có nhận tiền luôn. Không, nhưng mà cho thì không nhận luôn. Dạ. Thì đây là những cái mình quay gần như thật nhất, không có phải như những đoạn video khác bạn coi như thế nào. Thì mình biết cũng rất lâu rồi. Thì hôm nay mình có tới ngay chỗ bá xe hỏi người ta tới các bạn. Và chờ chú cũng khoảng tầm 10 phút thì chú mới về và mình xin vào để quay cái đây. Phía sau mình là cái nhà của chú các bạn. Mình tới mình thấy thì đây các bạn. Bây giờ thì chú đang ngồi. Thì mình xin phép chú để quay một xíu. Thứ nhất là về những cuộc đời của chú một chút, cho các bạn nào mà chưa biết hay là những bạn nào đã từng biết mà có đúng sự thật hay không. Thì đây là căn nhà của chú. Thật sự là trước mình cũng không nghĩ là chú ở căn nhà như thế này các bạn. Chỉ có một tấm bạc duy nhất nè. Đây các bạn, không có điện đuốc kia nha các bạn nha. Ở đây rất là nhiều muỗi mà xung quanh cây cối không, không có cái gì cả, không điện đuốc. Cũng đây là gần như chú làm hầu như là cho mọi người cả, chứ không có nhận một cái gì, kể cả cái tiệm vá xe của chú luôn. Thì cũng hầu như cũng không có lấy tiền, chú nói cũng không lấy tiền gì cả. Thì không biết là đây các bạn. Đây là chú Minh Cô Đơn. Thì mình cũng chờ chú từ nãy giờ mới chờ được chú. Và cũng xin phép chú và cũng xin phép chú để quay một đoạn. Là thứ nhất là nói về cuộc đời của chú là lang bạc như thế nào, rồi những vụ bắt cướp đồ. Thì hôm nay mình hỏi, mình nói là gần như để chú chia sẻ luôn về cái cuộc đời của chú luôn. Chú có thể nói sơ qua những cái vụ bắt cướp hay là những cái gì mà chú từng gặp qua giống như trên báo chí từng nói không chú? Gặp nhiều. Dạ. Gặp mà nhiều là mình tôi là không mà quả tang không mà 6 vụ. Dạ. Là liên can không tính. Liên can không bắt cổ không tính. Chứ tướng quả tang không mình tôi 6 vụ. Mà vụ cướp không. Như bắt gì rồi khi mình lỡ may bị thương hay thế này thế nọ thì không ai mà hỗ trợ chuyện gì không? Chào sanh chào nuôi là cũng như là tôi đâu có tiền ở vô bệnh viện, tôi bị nhiều thương rất là nhiều. Yeah. Không có tiền ở vô bệnh viện phải có tiền. Tôi vô trạm xá của A đại quốc gia đó. Dạ. Yeah. Bằng ngày bằng bó bằng đêm đưa về bảo vệ nghe. Ngay chút cơ động ngay ngã tư Hồ Đá, ngay ngã tư Quốc Phòng á. Dạ. Yeah. Chú bảo vệ đó là băng bó cho tôi bằng nóng bằng nước sôi. Và bằng đêm chú bảo vệ, bằng ngày là chú trạm xá. Đó, chứ cái đó không miễn phí, không có tiền. Chứ hoàn cảnh tôi quá khổ mà không có tiền ăn cơm vô bệnh viện. Bị thương rất là nhiều. Cái tay đứt cộng gân nè, và hở cỡ này nè. Cái tay bị đâm nè, cái lưng tôi bị chém nè, cái giò tôi banh hết trơn. Cũng đâu vô bệnh viện đâu, banh hết cặp giò. Băng bó là mày, một hai tháng cũng đi tiếp. Gì mà nó từng khỏi được luôn hả? Từ khỏi, không có vô bệnh viện, từ xưa giờ không vô bệnh viện. Thì đó là chỉ là sơ thôi các bạn. Liên can không tính nha. Liên can là
không mắc của không tin chắc là nhiều. Thì những vụ của chú, các bạn nào mà tìm hiểu trên những bài báo hay là những trang mà báo của công an các bạn nói về cái chỗ ngay cái vị trí chú đang sống thì chú bắt là rất là nhiều, tại vì những năm trước mình đã từng đọc rồi. Phía sau mình là vẫn còn cái những tấm giấy khen của nhà nước trao tặng cho chú. Nhưng mà mình thấy thực sự mà hôm nay mình vô mình chứng kiến thấy cảnh của chú ở nè, các bạn thấy không biết là các bạn nghĩ thế nào, nhưng mình nghĩ thực sự mình cũng không ngờ tới luôn. Các bạn thấy đây có một cái căn giường duy nhất mà rất là cũ kỹ rồi, với một tấm mùng ở đây mũi rất nhiều các bạn. Hồi trước tôi ở 7 tấm bạc dân giọng nằm, 7 tấm bạc trầm trọng lên. Dạ. Dân giọng nằm, giờ tấm bạc ở Đồng Nai cho tôi, bên tỉnh Đồng Nai á, nhóm tính nói thương Nguyên Hòa Đồng Nai cho cái giường, cái xe, cho nay 2 năm. Chứ hồi trước tôi nằm 7 tấm bạc, 6 tấm bạc, 7 tấm bạc trầm trọng lên. Nằm bằng giọng mũi cặn quá người ta thương cho cái giường nước ngập lên cho cái giường này đỡ rồi. Hồi trước khổ lắm, mà trước nằm giọng không toàn đen toàn đen. Thực sự mà nói các bạn thì qua những lời kể tâm sự tuy là rất ít ỏi của chú các bạn, nhưng mà mình vào mình cũng nhìn thấy cảnh là mình thấy ra đắng lòng rồi. Tại vì cái người nhà chú như theo như mà mình biết ngày xưa giống như là một người anh hùng trong cuộc sống, đã từng giúp rất nhiều người. Nhưng mà như các bạn thấy cái hoàn cảnh của chú, nói chứ kia mà đôi lúc thì không biết nói như thế nào, nhưng mà mình nói thì đôi lúc là có thể là nhiều người không hiểu. Nhưng mà các bạn thấy cái hoàn cảnh của chú nè, để mình quay căn nhà sơ các bạn thấy. Cái này mình cũng nói trước các bạn, 2 tỷ rưỡi 3 tỷ. Chú thường nói vui là căn nhà của chú còn 2 tỷ rưỡi 3 tỷ. Là lúc đầu mình hỏi chú là chú kêu là chú có căn nhà 3 tỷ, mình hơi bất ngờ các bạn. Tại mình coi trên mạng là thấy nó tồi tàn lắm. Thì nhưng mà nghe chú nói cái là mình hơi bất ngờ, nhưng mà khi dẫn vào là chú chỉ nói đùa thôi các bạn. Tại vì cái vật chất đó, nó chỉ là mang một tí ý tưởng về tinh thần, nó nhiều hay ít là do lòng mỗi người các bạn. Nhưng mà đây các bạn thấy mình vô nè, nhà của chú là chỉ có xe máy được người ta cho cũng cách đây 2 năm rồi, còn giờ gần như không có cái gì luôn các bạn. Tấm bàn này là cũng lâu rồi. Đây chỉ có một cái thùng này chắc là đựng chén bát hay cái gì, quần áo của chú nè. Đây là giống như một cái tủ đồ cá nhân, nhưng mà chỉ là một cái thùng xốp thôi các bạn. Còn đây là cái sọ để đựng đồ. Không có cái gì các bạn, giống như một cái lán trại, thậm chí mà thua một cái lán trại của những người đi làm ở xa, ở rừng núi. Đây là mền bùng của chú. Đây các bạn. Nóng mình che lên. Dạ. Yeah. Nói chung không có một cái gì luôn. Thì cái video này á, thì mình không phải là để là nói tới thì để cho mọi người thương cảm hay thế này thế nọ, hay là để mà gọi là để quyên góp của mọi người hay là sự ấy. Nhưng mà thật sự mình khi mình vào mình quay, mình cảm thấy rất là xót các bạn. Vì một người từng giúp nhiều người, thậm chí quên luôn cả bản thân của mình. Nhưng mà sống trong cuộc sống này các bạn, mình cảm giác như là một giống như trong chuyện cổ tích vậy. Nên cái video này thì mình tới, thật sự đây là cũng lần đầu tiên mình tới. Thì mình quay để chia sẻ cho các bạn biết về những cái gì của chú có. Một người đã từng giúp đỡ rất nhiều người trong cái vụ trộm cướp. Rồi nó cũng làm quá xe cũng miễn phí luôn các bạn. Còn đây là bằng khen của chú nè. Phía sau của mình là bằng khen của chú. Mấy cái cũng có gì treo cả, chỉ treo ngang cái đầu giường này, cắm một cái cây lên. 7 cái là mắc hơn 4 cái lạc rồi. 7 cái luôn hả chú? 7 cái. Lạc là gỡ nhà ta, dần ra gọn đi cũng lạc. Lâu lắm. Thì cái video này mình quay cho các bạn biết thì cũng rất là chia sẻ cho nhiều người. Thì có thể là đồng cảm, cũng có thể là suy nghĩ thế này thế nọ thì mình không ấy. Chú cũng không có nghĩ đến chuyện xin ai các bạn. Thật sự mà nói là chú mình quay thì mình muốn cho nhiều người biết, để cho người ta ví dụ như có giúp đỡ chú những cái chuyện gì hay ấy, thì chú cũng nói là cũng không có phải là muốn xin xỏ gì cả, chú không có ý đó nha. Cái này là tự mình nói. Đây là video của mình và mình đang nói thêm những gì mà ngoài ý nghĩ của chú. Thì mình cũng mong những cái người nào như cái người Mạnh Thường Quân hay là những cái người ấy thì ví dụ có khả năng thì có thể mà mình cũng có thể giúp ích cho chú một chút xíu đó, để hỗ trợ những cái chỗ ngủ. Một cái mùng các bạn, cái mùng rất là cũ rồi, gần như rất là cũ luôn. Đặt cái giường này
Các bạn thấy cái vườn của chú là bằng gian ghép mà nó như thế này mà trời mưa là chú nói là ngập lên rất chi là mặt cao. Thì cũng giống rất mong là những cái người nào mà coi được đó thì nếu mà đồng cảm được thì có thể ủng hộ chú, thì có thể tới luôn ngay cái chỗ mà ngay chỗ cái làng đại học, ngay chỗ ngã tư các bạn, thì có một cái bơm vá xe, chú là bơm vá xe miễn phí luôn. Những cái bạn nào sinh viên hay là những người nào đi ngang á thì cũng đừng ngại, khi mà chúng ta lỡ lộn bánh xe hay là hư xe thế này thế nọ thì có thể vào để nhờ chú, cũng không có phải là mất hay cái tiền hay thế này thế nọ các bạn. Mình sẽ quay sơ cho các bạn thấy một chút nữa là về phía xa xung quanh ngôi nhà của chú luôn. Ở đây các bạn, không có cái gì cả. Ở đây thì được cái che là cái bụi keo các bạn. Ở đây là cái keo rất là lớn. Còn đây là cái mái nè. Cái mái nè các bạn. Cái mái, cái cây cối nó cũng đã bị gãy hết rồi, nó cũng không có còn được nguyên vẹn nữa. Thì không biết là cái trời nắng thì nó còn đỡ các bạn. Nhưng mà nếu mà trời mưa thì mình nghĩ chắc là cũng không biết như thế nào, tại vì mưa cái đợt rồi mưa rất là lớn. Ở đây rất là nhiều muỗi luôn, toàn là giống như một khu rừng, xung quanh là bạch đàn hết các bạn. Còn phía sau bên kia là một cái hồ, hồ đá rất là lớn nha. Đấy thì xung quanh cái chỗ ngôi nhà của chú là như thế này. Thì mình cũng rất mong những cái người nào mà yêu thương chú trong những thời gian gần qua hay là biết đến chú các bạn, thì mình nếu mà cảm giác có thể nào mà có thể hỗ trợ được cái gì đó thì mình có thể hỗ trợ chú như cây đèn để cho chú thắp sáng. Mình cũng đang nghĩ đến điều đó, tại vì ở đây không có điện luôn các bạn, không có điện luôn, không biết là chú vào hay là sống sinh hoạt như thế nào thì gần như mọi cái không có. Còn tệ hơn là cái chòi ngày xưa là mình làm trong dãy nữa các bạn. Nên đây là cái video mà cái ngôi nhà mà chú thường nói đùa là khoảng 3 tỷ với mình lúc nãy. Mình cũng hơi bất ngờ luôn, nhưng mà vào thấy cái nhà 3 tỷ của chú nè. Thực sự mà nói thì nên video này thì mình quay trước là cái ngôi nhà của chú, thì cũng xin kết thúc tại đây luôn các bạn. Thì có gì thì cũng rất mong các bạn nào có điều kiện hay những mạnh thường quân nào có thể một người một chút lòng để mà giúp đỡ. Đó là duyên ý nghĩ của mình thôi các bạn, chứ chú cũng không có xin xỏ hay gì cả. Thì các bạn nào mà muốn có thêm thông tin về chú thì xin hãy để lại cái bình luận phía dưới, mình sẽ nhắn duyên cho các bạn, bạn sẽ tìm kiếm đó, để có thể nào mà mình giúp chú một cái gì đó thì rất là các bạn. Tại vì chú sống cho quá nhiều người rồi, nhưng mà khi sống quá nhiều người thì cái hoàn cảnh lại như thế này các bạn, cái mái nhà mà như vậy chạy hết trơn rồi. Còn bây giờ mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn nha. Lần sau thì mình sẽ quay một cái video về những cái mà gần như cúng cuốn nhà chú luôn, nhà chú của Minh Cô Đơn luôn, cho các bạn biết nó có nhiều cái hay và lý thú như thế nào.